Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 5, Chi bộ Nghiên cứu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ Nghiên cứu nhiệm kỳ 2020-2022, các cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn bám sát chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tế. Chi bộ đã lãnh đạo phòng tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy cụ thể hóa xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác hàng năm, hàng tháng và các nhiệm vụ phát sinh cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Phối hợp tham mưu nội dung chương trình và phục vụ tốt 12 hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh, 40 hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy, 86 cuộc họp của thường trực tỉnh ủy, các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban do thường trực tỉnh ủy chủ trì, tham mưu chương trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy kiểm tra thực địa và làm việc định kỳ đột xuất với các địa phương trong tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan xây dựng thẩm định, tham mưu giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy ban hành gần 3.000 văn bản, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như văn kiện đại hội 19 đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 10 về thực hiện nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 11 nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, 47 nghị quyết quy định chỉ thị đề án của ban thường vụ tỉnh ủy, công tác thẩm định nội dung tờ trình đề xuất kiến nghị của các cấp ủy tổ chức đảng với thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã dần đi vào nề nếp, chất lượng hiệu quả được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ nghiên cứu phấn đấu đạt chi bộ kiểu mẫu năm 2022. 100% đảng viên tự học tự nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. 100% đảng viên sử dụng thành thạo, khai thác, ứng dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử. Hàng năm phấn đấu chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt xếp loại nêu gương tốt. Cùng ngày, chi bộ hành chính và chi bộ quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ qua, chi bộ hành chính và chi bộ quản trị đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Lãnh đạo chỉ đạo công tác phục vụ, công tác quản trị đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác phục vụ cấp ủy, công tác phối hợp với các phòng chuyên môn luôn đổi mới theo hướng chủ động, chặt chẽ. Tập thể hai chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đảng viên có ý thức nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tận tụy tận tâm và có trách nhiệm với công việc. Hoạt động của các chi bộ luôn nghiêm túc theo quy chế làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được sao. Hàng năm chi bộ hành chính và chi bộ quản trị đều được công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ đã bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua nghị quyết đại hội. Ngày 15 tháng 5, chi bộ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có 95 đảng viên, sinh hoạt tại 5 tổ đảng. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, tổ dân phố số 2 không có hộ nghèo, tình trạng lấn chiếm hành lang hè phố để kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ km 6 được giải quyết, xử lý dứt điểm. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định của tỉnh, thành phố và phường Yên Thịnh về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hệ thống cây xanh được bảo vệ tốt. Năm 2021, toàn tổ dân phố có 332 trên 336 gia đình đạt gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, gia đình học tập. Tổ dân phố số 2 đạt tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt, hoạt động văn nghệ thể thao được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, chi bộ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh phấn đấu 98% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Hàng năm tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 100%.
trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên trở lên, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy chi bộ, bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội. Trong vụ thu hoạch tre măng Bát Độ vừa qua, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã thu mua và tiêu thụ trên 5.000 tấn măng tre Bát Độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đài Loan được hơn 2.000 tấn sản phẩm măng muối và trên 300 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ hơn 5.000 mét khối ván ép, thị trường chủ yếu xuất sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước với doanh thu trên 50 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Sáng ngày 15 tháng 5, tại trường tiểu học trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã bế mạc vòng chung kết cuộc thi sơ đồ tư duy cấp trường năm 2022. Trải qua hai vòng sơ loại và bán kết, cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu mở rộng đã tuyển chọn 80 học sinh xuất sắc từ khối 1 đến khối 9, trong đó có 72 học sinh của trường tiểu học trung học cơ sở Âu Lâu và 8 học sinh đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình. Tại vòng thi chung kết diễn ra chiều ngày 14 tháng 5 năm 2022, các thí sinh tham gia đã vẽ sơ đồ tư duy dựa trên một cuốn sách hoặc tạp chí do ban tổ chức đưa ra, trình bày văn bản bằng sơ đồ tư duy. Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam là một sân chơi trí tuệ lành mạnh bổ ích cho học sinh. Qua cuộc thi, các em được nâng cao trau dồi kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy. Thông qua đó góp phần lan tỏa phương pháp học tập thông minh đến học sinh trên địa bàn tỉnh. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 27 học sinh xuất sắc, mỗi khối lớp có một bộ giải nhất, nhì, ba. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh đã ra sức học tập rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương đội viên tiêu biểu qua phóng sự sau đây. Nhận thức hiệu quả từ các phong trào đoàn đội đối với việc giáo dục toàn diện học sinh, thời gian qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để học sinh phát huy hết năng lực và rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo hướng phát triển toàn diện. Thông qua đó xuất hiện nhiều tấm gương đội viên ưu tú tiêu biểu như em Hoàng Hải Đăng, lớp trưởng lớp 6A. Ngay từ nhỏ, Hoàng Hải Đăng lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú đã luôn phấn đấu hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Với sự cố gắng, trong những năm học vừa qua, Đăng liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, em đạt giải 3 cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp tỉnh. Trong các cuộc thi cấp trường, em giành được nhiều giải cao. Trong học tập thì em đã xây dựng một thời gian biểu phù hợp với bản thân của mình để có thể học tập cho đúng giờ, đúng giấc. Thứ hai là trong một số trường hợp em gặp một số bài tập khó thì em có thể hỏi các thầy cô giáo bộ môn để có thể hiểu thêm về các cái kiến thức mà mình đã học. Ngoài thành tích học tập tốt, Hải Đăng còn là một đội viên gương mẫu, nhiệt tình, hòa đồng và cởi mở. Những nhiệm vụ mà ban chỉ huy liên đội giao phó, em luôn gương mẫu chủ động, trách nhiệm trong công việc, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của lớp của trường. Đặc biệt em còn là thành viên của hội đồng trẻ em của tỉnh Yên Bái. Trong học tập, Đăng là một bạn học sinh siêng năng, có ý thức tự giác và hiếu học và có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện những cái nhiệm vụ được giao. Và bạn Đăng thì luôn luôn tham gia các cái hoạt động của trong học tập của trường, của đội và ở trong lớp. Thì và bạn đạt được nhiều thành tích cao cho học tập. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp cho các em phát triển những phẩm chất năng lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông. Với những cái phong trào được thực hiện trên thì nhà trường có rất nhiều cái tấm gương học sinh và thầy cô giáo tiêu biểu. Những cái tấm gương đó được tôn vinh và mong muốn được lan tỏa. Nhắc đến em Vũ Huy Hoàng, lớp 9B, trường tiểu học và trung cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, thầy cô cùng các bạn trong trường lớp đều dành những lời khen ngợi, em là một học sinh ưu tú,
là tấm gương sáng trong học tập rèn luyện. Với thành tích học tập đáng nể từ lớp 1 cho đến lớp 9, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, em đạt giải ba học sinh giỏi cấp thành phố, thi hùng biện tiếng Anh và giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Đối với Vũ Huy Hoàng ấy, thì là ở trong lớp là một lớp trưởng gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các cái nề nếp cũng như là những cái quy định của nhà trường, luôn luôn đi đầu trong các cái phong trào, có ý thức tự quản của chính bản thân mình và xây dựng tính tự quản cho tập thể của cả lớp. Và đối với lớp trưởng như bạn Hoàng thì giáo viên chủ nhiệm thực sự là cũng rất là tin tưởng. Bạn Hoàng ấy thì là một học sinh toàn diện, không những bên chê về văn hóa, nề nếp mà cả thể thao nữa. Là đội trưởng gương mẫu, Hoàng luôn tích cực tham gia các hoạt động đội, xung kích góp phần xây dựng cổng trường an toàn giao thông, được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái chọn làm mô hình điểm. Với năng khiếu, sự tự tin vốn có, Vũ Huy Hoàng luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là phát thanh viên chương trình phát thanh mang non của nhà trường và làm MC các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi số lớp và liên đội tổ chức. Chăm chỉ, học giỏi, năng nổ trong các hoạt động, nhưng Hoàng cũng rất khiêm tốn, lễ phép với thầy cô, hòa nhã, cởi mở và thường xuyên giúp đỡ bạn bè, đặc biệt em luôn có ý thức đoàn kết, kỷ luật cao. Trước hết thì cũng phải nhờ, đầu tiên là nhờ cái sự nhiệt huyết và tận tâm của các thầy cô thì em cũng mong muốn là đạt được những cái thành tích rất lớn để không phụ cái công sức của thầy cô đã dành cho em. Và sau khi mà có được những cái thành công như vậy thì em cũng mong muốn là có thể làm được rất nhiều điều tốt hơn nữa. Và sắp tới đây thì là kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 thì em mong muốn là có thể đỗ được vào cái ngôi trường mà mình mơ ước. Đối với em thì bạn Hoàng là một lớp trưởng rất là mẫu mực, và bạn trong những cái đợt thi đua hay là những hoạt động về đội của nhà trường thì bạn tham gia rất là đầy đủ và năng động, có những cái đóng góp tích cực để mang lại những danh hiệu cho nhà trường, của trường cũng như là của lớp. Năm học 2021-2022, các liên đội đã phát động nhiều phong trào, chương trình hoạt động thiết thực, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động xã hội. Qua đó, giúp các đội viên thanh thiếu nhi phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Những công dân có ích cho sự nghiệp phát triển của tỉnh, của đất nước trong tương lai. Đồng thời, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tùy vào điều kiện thực tế để xây dựng các mô hình phù hợp. Trong đó, ngành giáo dục huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường theo hướng đồng bộ và hiện đại, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của huyện ngày càng phát triển. Từ năm học 2020-2021, trường mầm non Hồng Ngọc thị trấn Yên Thế đã triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Nhà trường đã chỉ đạo mỗi khối thực hiện điểm một lớp học hạnh phúc. Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện, 100% cán bộ giáo viên đã có sự thay đổi tư duy về giáo dục, bao gồm thay đổi phương pháp giáo dục trẻ và thay đổi hành vi thái độ giữa các đồng nghiệp với nhau và với phụ huynh, với trẻ theo hướng thân thiện, gần gũi, yêu thương nhưng vẫn trong khuôn khổ kỷ cương trường lớp. Tập thể giáo viên luôn động viên thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với những đổi mới của ngành. Nhờ đó, trong năm học 2020-2021, nhà trường có 14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có một giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động như là trang trí, tạo môi trường trong và ngoài lớp học, phù hợp với tiêu chí trường học xanh, an toàn và thân thiện. Ngoài ra thì tôi còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ được tham gia, như là trồng rau, quan sát sự nảy mầm của cây, hoạt động trải nghiệm vắt nước cam, làm bánh trôi, bánh chay, gói bánh chưng ngày Tết và một số các hoạt động khác nữa. Thì qua những cái hoạt động đó thì tôi nhận thấy trẻ có sự tự tin, gắn bó thân thiết với cô giáo hơn, và trẻ cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi đến trường ạ.
Nhờ thay đổi cách tiếp cận với trẻ, tạo sự gần gũi giữa cô và trẻ, nên hơn 90% trẻ luôn tự tin khi bày tỏ cảm xúc của bản thân với cô giáo và bạn bè, thích đi học, hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm như trồng rau, trồng hoa, gieo hạt, làm bánh, học tập. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí đều đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ đánh giá giáo viên rất hạnh phúc đạt trên 93%, học sinh đạt trên 45%. Đến năm học 2021-2022 này, thì từ kinh nghiệm của năm học trước, chúng tôi tiếp tục có các cái giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí lớp học hạnh phúc và nhân rộng đại trà 100% các nhóm lớp thực hiện lớp học hạnh phúc, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Lục Yên. Với mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, hướng tới trường học không có bạo lực học đường, không bạo hành trẻ em, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng nhà giáo và học sinh, hướng tới ngôi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Tại trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, từ nền tảng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường đã từng bước xây dựng trường học hạnh phúc theo từng tiêu chí cụ thể. Nhà trường luôn chú trọng tạo dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp để tạo không khí trong lành cho giáo viên học sinh. Cây xanh ở vườn trường, sân trường được giao cho các lớp thường xuyên chăm sóc để vừa đảm bảo cảnh quan xanh sạch, vừa giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho học sinh. Không những vậy, trong giảng dạy, nhà trường khuyến khích áp dụng phương pháp tương tác, gợi mở, giúp học sinh chủ động tìm hiểu và lĩnh hội tri thức mới, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học, trong đó lấy học sinh làm trung tâm để tiếp cận bài học. Qua 2 năm thực hiện việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, thì trường tiểu học Trần Phú cũng đã thu được những cái hiệu quả đáng khích lệ và những cái sự đổi thay rất rõ nét. Đầu tiên thể hiện là đó là sự thay đổi từ cán bộ quản lý cho đến các thầy cô giáo đến đội ngũ nhân viên của nhà trường. Việc thứ hai nữa là học sinh cũng đã có những cái thay đổi tích cực. Nhà trường cũng đã tổ chức các cái hoạt động để khơi dậy cho học sinh những cái nét đẹp, bản sắc của con người Lục Yên. Thế và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cảm thấy mình thực sự may mắn, thật sự tự hào và thấy rất vui vẻ khi đến trường. Trường tiểu học Trần Phú, ở đây thầy cô rất thân thiện và yêu thương chúng em. Chúng em không chỉ học kiến thức mà thầy cô còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho chúng em như là gói bánh chưng, tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền, giao lưu tiếng Anh. Thầy cô còn dạy chúng em còn phải biết san sẻ yêu thương, giúp đỡ những bạn khó khăn. Từ năm học 2020-2021, triển khai mô hình trường học hạnh phúc, các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đã cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể trên cơ sở phát huy hiệu quả của lớp học hạnh phúc với 3 mục tiêu và 3 tiêu chí. 3 mục tiêu gồm: học sinh đến trường có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những dung cảm, không áp đặt phát triển theo khuôn mẫu mà giáo viên đóng vai trò định hướng để trẻ được làm những gì mình yêu thích và say mê. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giúp giáo viên nhận thức được sứ mệnh của người thầy, luôn tự học, tìm tòi, sáng tạo. Từ 7 mô hình thí điểm ban đầu đến nay đã nhân rộng ra hầu hết các trường trên địa bàn và mô hình trường học hạnh phúc đã và đang tạo cơ hội cho các nhà trường và đội ngũ giáo viên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Qua triển khai trong vòng gần 2 năm học vừa qua thì cũng đánh giá được đạt được một số kết quả nhất định trên nhiều lĩnh vực, trong đó thì cũng tập trung vào 3 cái giá trị cốt lõi mà Bộ Giáo dục đã ban hành, đó là an toàn, yêu thương và tôn trọng. Trong đó thì việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường thì cũng đã có những thay đổi tiến bộ rõ rệt, tạo sự an toàn cũng như thoải mái, thân thiện cho học sinh. Cụ thể hóa nội dung xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh huyện Lục Yên bằng những việc làm cụ thể thiết thực để đổi mới sáng tạo trong công tác dạy và học, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, tạo niềm vui hứng khởi cho học sinh để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Quý vị và các bạn thân mến, việc xây dựng trường học hạnh phúc hướng tới xây dựng môi trường giáo dục không có bạo lực học đường, học sinh được đối xử thân thiện, được phát triển tối đa năng lực, được tôn trọng
giáo viên được sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học, được dân chủ đóng góp ý kiến, các nhà trường tạo dựng chất lượng một cách thực chất, lấy chỉ số hạnh phúc và chỉ số tiến bộ của mỗi học trò là thước đo chất lượng giáo dục mà ngành giáo dục huyện Lục Yên nói riêng và giáo dục tỉnh Yên Bái nói chung đang triển khai thực hiện, sẽ góp phần cùng các ngành và các địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của tỉnh tăng 15% so với năm 2020 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tới đây, chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc được phát sóng vào tối Chủ nhật, tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc, với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Phủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca,
hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.